anh Giuse Hưng và chị Maria Trang. Các con đến đây để kết hôn với nhau, các con có bị ép buộc không? Không. Các con có hoàn toàn tự ý và tự do không? Chưa có. Khi chọn đời sống hôn nhân, các con có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không? Chưa có. Các con có sẵn sàng yêu thương và đón nhận con cái trước sẽ ban và giáo dục chúng theo luật Đức Kitô và Hội Thánh không? Chưa có. Vậy bởi vì các con quyết định thiết lập một giao ước hôn nhân thánh thiện, các con hãy nắm lấy tay nhau và nói lên sự tương thuận của các con trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh.